Chào các bác nhé, hôm nay buổi chiều thì có hai bác đến ủng hộ cho hai con điều hòa hàng cao cấp Phú chức năng nhé. Một bác ở Bắc Giang ở Đống Đa Hà Nội đấy, đã ủng hộ cho một chiếc điều hòa. Còn anh gì ở đây? Quang Minh. Anh ở Quang Minh, anh Quân à? Quân. Vâng, đã đến chưa ủng hộ cho con 9.000 BTU hàng full tính năng luôn. Con này thì có nano này, và có màn hình hiển thị này, và có mặt dâng này, có eco nano khử khuẩn, có hết. Đấy, một con máy lại có cả mắt niếc các bác nha, một con máy rất là đẹp của dòng Pala. Vậy một lần nữa thì em rất cảm ơn tất cả các cô bác chú ngày hôm nay thì em làm thông chưa. Nói chung là từ hôm nay là các bác đến rất là nhiệt tình từ buổi sáng giờ, rất mấy ca rồi. Vậy cô bác anh chị nào thì còn có nhu cầu về hàng hóa điều hòa thì em vẫn đủ cung cấp cho tất cả các bác cho em trong vụ mùa hè tới. Đó. Con máy chạy rất đẹp. Con này em đã test xong rồi, chuẩn bị buộc lên xe. Còn một con này em sẽ kẹp dòng cho em nào. Ok chưa? Đợi em chút nha. Đấy. Con này dòng lên được 8A. 81 là 8, tức là 800W ấy. Con này bây giờ đang chạy là hết maximum rồi. Đường hồi, đường mát đẩy ok hết. Áp ga hôm nay con này lên được 180. 180 cc nhá. Đấy, con này ga đủ vừa này. Đấy, về còn đỗ lạnh thì ok. Đấy, một con máy chạy các bác thấy nhá, chạy rất là êm ái luôn. Những cái thường thì những cái dòng full tính năng và những cái hàng cao cấp này bao giờ chạy lạnh rất là sâu và cục lóng của nó rất là to luôn. Đấy, cục lóng con này máy cũng rất là mới. Em chuyên cung cấp những cái hàng tuyển chọn để cho tất cả các bác anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc, 63 tỉnh thành. Đấy, còn em giống như tất cả các bác hôm nay là đến tận nơi này là những các bác là ở gần khu vực bán kính 100 km, bác nào có nhu cầu thì hãy về tận nơi xem hàng, có thể ủng hộ cho em. Còn những các bác ở xa, những miền trong miền Nam, Vũng Tàu, Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, rồi Cần Thơ, Bạc Liêu gì đó thì các bác có thể gọi điện trực tiếp xem qua video, có gì sẽ ủng hộ cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.